Lễ vinh danh Hà Nội Graphene's Finest 2022-2023 và khai mạc triển lãm The Graphene Selection đã diễn ra vào tối qua tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức, những dự án hoạt động nghệ thuật sáng tạo và những nghệ sĩ từ 35 tuổi trở xuống có ảnh hưởng tới cộng đồng, góp phần lan tỏa hơn nữa giá trị nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. Tại không gian khu Thái học Văn miếu Quốc Tử Giám đã có rất nhiều nghệ sĩ trẻ, đơn vị hội tụ, nhiều tác phẩm được ghi nhận và vinh danh. Kết quả vinh danh thông qua chính những bình chọn, chia sẻ bình luận trực tiếp từ cộng đồng. Đây là cách thức thể hiện sự tương tác, đón nhận trực quan nhất giữa người sáng tạo nghệ thuật và người thưởng thức nghệ thuật, tiếp sức cho nghệ thuật đương đại, từng bước đi sâu hơn vào đời sống tinh thần người Việt. Hà Nội Graphene tổ chức lễ vinh danh Hà Nội Graphene Finest năm nay là năm thứ tư, với mục tiêu là nhìn lại các hoạt động sự kiện nghệ thuật trong một năm và đặc biệt là cổ vũ những sự kiện và những nghệ sĩ mới. Tham gia sự kiện, các khách mời còn được thưởng thức bản trình diễn ấn tượng đến từ nhóm nhạc ngầm cùng nghệ sĩ Hồ Trâm Anh, một trong những nghệ sĩ đã có nhiều năm ủng hộ và cống hiến cho tổ chức Hà Nội Graphene. Cá nhân mình thấy rằng là việc tham gia vào chương trình này cũng là để trau dồi cũng như là để có thể tạo ra một cái môi trường để giúp cho các nghệ sĩ có thể hoạt động nghệ thuật một cách năng nổ hơn, tôn vinh và động viên các nghệ sĩ trẻ tiếp tục cố gắng trên con đường nghệ thuật của mình. Dự án này nó là một cái dự án rất là ý nghĩa, tại vì Hà Nội Graphene đã vinh danh những nghệ sĩ, những người làm trong ngành nghệ thuật thị giác, một cái ngành mà từ trước nay không được quan tâm nhiều từ công chúng. Bên cạnh lễ vinh danh Hà Nội Graphene Finest, lễ khai mạc triển lãm The Graphene Selection cũng đã diễn ra. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội và từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội tốt để các nghệ sĩ đưa tác phẩm nghệ thuật của mình đến gần hơn với công chúng, cũng như góp phần quảng bá nghệ thuật đương đại. Hơn thế nữa, đây là dịp để xây dựng nền tảng cho ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang dần trở thành xu hướng mới.